Ngày 25 tháng 10, Đồn trưởng Đồn biên phòng Rạch Tràm, Bộ đội biên phòng Kiên Giang cho biết vừa khởi tố vụ án bàn giao Hồ Ngọc Dũng, sinh năm 1982, trú tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cùng tang vật, phương tiện, hồ sơ vụ việc cho Công an tỉnh Kiên Giang tiếp tục điều tra xử lý về hành vi tàn trữ, chế tạo, sử dụng vật liệu nổ để khai thác hải sản. Trước đó, lúc 9 giờ ngày 18 tháng 10, tổ công tác của Đồn biên phòng Rạch Tràm tuần tra trên vùng biển thuộc xã Bảy Thơm, thành phố Phú Quốc thì phát hiện tàu cá biển kiểm soát BV99227TS có dấu hiệu nghi vấn. Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 11 thuyền viên do ông Dũng làm thuyền trưởng. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong buồng lái tàu cá có 18 khối hình tròn dạng bột được bọc ni lông, mỗi khối nặng 1,5 kg, một túi ni lông đựng chất trắng nặng 5 kg, 7 sợi dây màu đen, mỗi sợi dài 10 cm, hai đầu có gắn hai ống kim loại màu trắng hình trụ tròn dài 3,8 cm, 68 ống kim loại màu trắng hình trụ tròn, mỗi ống dài 3,8 cm, và một cuộn dây màu đen dài 6,85 m. Ông Hồ Ngọc Dũng khai nhận toàn bộ số tang vật đều là vật liệu gây nổ dưới nước được mua để khai thác hải sản. Ngày 25 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh và chính quyền địa phương thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Nhật, sinh năm 1967, ngụ thôn 3 xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận để điều tra về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Qua điều tra cho thấy, năm học 2022-2023, Nguyễn Văn Nhật công tác tại một trường tiểu học trên địa bàn xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc. Nguyễn Văn Nhật được nhà trường phân công làm chủ nhiệm một lớp của khối lớp 4. Trong lớp Nhật chủ nhiệm có hai em nữ sinh cùng sinh năm 2013. Trong tháng 4 năm 2023, Nguyễn Văn Nhật đã có hành vi xâm hại em TT. Tiếp tục điều tra, cơ quan công an xác định trước đó Nhật còn nhiều lần thực hiện hành vi xâm hại đối với em IN. Ngày 25 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên khởi tố điều tra vụ vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm xảy ra tại xã Bình Ngọc đối với bị can Lê Thị Đủ, sinh năm 1984, trú tại thôn Phú Sen Tây, xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên, theo điểm A khoản 1, điều 244 Bộ luật hình sự. Trước đó, vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 19 tháng 10 năm 2023, Công an thành phố Tuy Hòa phát hiện và bắt quả tang bà Lê Thị Đủ điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 78E107837, chở trên xe 11 cá thể động vật thuộc danh mục loài nguy cấp quý hiếm. Qua kiểm tra, Công an thành phố Tuy Hòa đã thu giữ 11 cá thể động vật còn sống gồm 2 cá thể TT Sava và 1 cá thể trắng hổ mang chúa thuộc nhóm 1B và 1 cá thể trắng tréo trâu thuộc nhóm 2B, 5 cá thể kỳ tôm là loài trồng đất và 2 cá thể chồn bạc má nam. Ngày 25 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với K, phóng viên tạp chí Doanh nghiệp và Trang trại Việt Nam để điều tra làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Theo thông tin ban đầu, trong quá trình tác nghiệp trên địa bàn huyện Cư Sút, tỉnh Đắk Nông, K nhận được đơn thư tố cáo ông T, trú tại huyện Cư Sút, là thương binh giả làm giả hồ sơ để hưởng các chế độ chính sách. Do đó, phóng viên K nhiều lần điện thoại cho ông T và người thân để yêu cầu phải đưa tiền cho phóng viên, nếu không sẽ đưa vụ việc lên tạp chí Doanh nghiệp và Trang trại Việt Nam. Ngày 20 tháng 10, trong lúc K đang nhận 52 triệu đồng từ người thân của ông T tại huyện Cư Sút thì bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp với Công an huyện Cư Sút bắt giữ cùng tang vật. Khám xét nơi làm việc của K, lực lượng công an phát hiện thu giữ một thẻ hội viên hội nhà báo, 27 đơn tố cáo các loại cùng các giấy tờ có liên quan. Ngày 25 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Cần Thơ bắt giữ Quách Sơn Vũ, sinh năm 1972, ngụ đường Đồng Khởi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, là đối tượng cầm đầu đường dây lô đề qua mạng hơn 1.000 tỷ đồng. Lực lượng chức năng cũng khám xét nơi ở của Vũ, thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến chuyên án. Thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng phương tiện kỹ thuật có kết nối Internet để tiếp nhận đặt cược lô đề dựa vào kết quả xổ số kiến thiết của các tỉnh thành trên toàn quốc. Trước đó, vào tháng 11 năm 2021, Công an tỉnh Sóc Trăng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đồng loạt bắt giữ nhiều đối tượng tham gia đường dây lô đề quy mô lớn. Tính đến nay, cơ quan điều tra đã bắt giữ hơn 38 đối tượng liên quan, thu giữ nhiều tang vật tiền mặt gần 2 tỷ đồng. Sáng ngày 15 tháng 10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị cho biết mưa lớn gây sạt lở và sụt lún nhiều công trình dân sinh trên địa bàn. Hiện lực lượng chức năng đang nỗ lực khắc phục tuyến đường tuần tra biên giới Sa Trầm, Pha Linh thuộc địa bàn huyện Đắk Krông tại km 6 bị sạt lở nghiêm trọng do mưa lớn.
Quốc lộ 15D sụt ta luy dương nhiều điểm với khối lượng 750 mét khối đất đá chảy tràn ra mặt đường, gây ách tắc giao thông tại cầu tràn Đắk Rông km 0 cộng 307, cầu La Hót tại km 1 cộng 094, km 1 cộng 700, km 2 cộng 450, km 2 cộng 500, km 2 cộng 980, km 7 cộng 400, km 9 cộng 400, km 9 cộng 530 và một số vị trí trên tuyến. Đồng thời đất đá sạt lở tắc trĩnh dọc tại vị trí sụt ta luy dương km 9 cộng 360 và hố thu ống km 8 cộng 400 với khối lượng khoảng 250 mét khối. Các tuyến đường tỉnh DT585 đất sụt ta luy dương tại km 3 cộng 850 với khối lượng khoảng 120 mét khối, DT588A đất chảy tràn ra mặt đường tại km 4 cộng 350, km 5 cộng 323, km 5 cộng 610 và một số vị trí trên tuyến với khối lượng khoảng 350 mét khối. Mưa lớn cũng gây vỡ đập dân Tân Trưng, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị với chiều dài 20 mét, nước tràn xuống hạ lưu.